Thể thao chuyên nghiệp đó là sự lựa chọn của nhiều người trẻ trong cuộc sống hiện đại. Thi đấu ở những giải đấu đỉnh cao, các vận động viên trẻ tuổi thể hiện tài năng, sở trường để mang về những thành tích đẹp cho nền thể thao Việt Nam. Mục bằng trẻ ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng gặp gỡ Nguyễn Thị Thùy Linh, cô gái Huế vừa tròn 18 tuổi và là người giành được huy chương vàng ở giải vô địch đá cầu thế giới diễn ra ở Pháp năm 2019. Đầu tiên thì mình chỉ đi tập vì mình thích thôi. Một thời gian dài thì kiểu trở thành thói quen cũng như là cái công việc hàng ngày của mình. Bộ môn đá cầu đối với em là bây giờ là giống như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em hiện tại. Đến với đá cầu như một sự tình cờ trong một lần tham gia hội khỏe phù đồng từ những năm học cấp 1, Nguyễn Thị Thùy Linh sớm được phát hiện tài năng thể thao từ đó. Và đó cũng chính là cơ duyên đưa cô bạn trẻ đến với bộ môn đá cầu. Từ năm 2011, Thùy Linh bắt đầu được rèn luyện đá cầu chuyên nghiệp tại trường Trung cấp Thể dục Thể thao Thừa Thiên Huế. Đá cầu là một môn thể thao vẫn còn khá mới ở tỉnh nhà. Để có thể nắm được kỹ thuật và kỹ xảo của bộ môn này, Thùy Linh luôn tỏ ra nghiêm túc và hăng say trong mỗi giờ luyện tập. Tài năng của Linh thì đã được phát hiện, chúng tôi phát hiện từ khi mà em học lớp 4 trường An Tây. Và qua những cái năm tháng ấy, thì cái tài năng của em là càng ngày càng xuất hiện rõ hơn. Cái nhất là cái độ sắc sảo trong những tình huống tấn công, cái độ mà quan sát để mà xử lý tình huống là em rất tốt dù là em rất nhỏ tuổi. Và thêm một cái nữa là cái sự hăng say tập luyện và sự đam mê của em nó rất lớn đối với môn đá cầu. Với cô gái trẻ, những khó khăn thử thách chính là cách để tôi luyện bản thân và vượt qua chính mình. Môn này cần sự dẻo dai cũng như là kỹ thuật rất là nhiều, cho nên là lúc đầu ai cũng gặp khó khăn cả. Trong thời gian tập luyện cho tới bây giờ thì mình cảm thấy mình chỉnh chặn hơn trong cách tập luyện cũng như thi đấu, rồi học được nhiều kỹ xảo hơn để tham gia những cái giải đấu. Qua một thời gian luyện tập ở tuyển năng khiếu, Thùy Linh đã bắt đầu được thử sức với nhiều giải đấu. Cô bạn trẻ đã liên tục khẳng định tài năng với các thành tích đạt được: 2 huy chương vàng giải vô địch trẻ toàn quốc 2018, huy chương vàng, huy chương đồng giải vô địch các đôi mạnh, huy chương bạc giải đá cầu bãi biển và huy chương đồng giải vô địch cá nhân. Cũng từ những thành tích đó, vận động viên trẻ này đã được đánh giá rất cơ động, ổn định và có nhãn quan chiến thuật tốt. Thùy Linh vinh dự trở thành một trong 16 vận động viên được khoác áo đội tuyển quốc gia bộ môn đá cầu và là vận động viên trẻ nhất của tuyển đá cầu Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Hôm qua các giải đấu thì mình có thể học hỏi những cái kinh nghiệm mà mình còn thiếu sót, có thể có sát, giúp cho bản thân mình tự tin hơn. 2019 được xem là dấu mốc đỉnh cao trong sự nghiệp thi đấu của Nguyễn Thị Thùy Linh. Vinh dự là một trong 12 vận động viên của Việt Nam tham dự giải vô địch đá cầu thế giới 2019 diễn ra ở Pháp. Thùy Linh đã xuất sắc giành một huy chương vàng nội dung ba nữ, giúp đội tuyển đá cầu Việt Nam đứng nhất toàn đoàn với 5 huy chương vàng, 2 huy chương bạc. Lần đầu tiên được tham gia tại một giải đấu ở đấu trường quốc tế thì cảm xúc của mình đầu tiên là có một phần lo sợ. Sau khi thời gian tập luyện cùng các anh chị ở đội tuyển thì đạt được thành tích tốt như ngày hôm nay thì em cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là vui. Và hy vọng sau thời gian mà về lại đội tập luyện thì em có thể ghi tên mình vào đội tuyển Việt Nam trong những lần sắp tới. Với tấm huy chương vàng giành được, Nguyễn Thị Thùy Linh là vận động viên đã giúp bộ môn đá cầu nói riêng, thể thao Thừa Thiên Huế nói chung lần đầu tiên làm nên lịch sử tại giải đấu cao nhất thế giới. Cái thành tích của Linh thì đây là một niềm tự hào của không phải là của riêng tôi hay là của bộ môn mà đây là của trường và của Thừa Thiên Huế. Vì bà Linh là người đầu tiên đem những huy chương vàng thế giới về cho Huế và người đã đi vào lịch sử của Thừa Thiên Huế. Mà đây là vận viên rất có tiềm năng và cái khả năng của em nằm trong đội tuyển quốc gia là rất cao. Vì vậy chúng tôi luôn tập trung đầu tư cho em để cho em hoàn thành được những cái ước mơ của em cũng như của mình.
Thành công đó còn là động lực lan tỏa để các vận động viên trẻ bộ môn đá cầu của thể thao Thừa Thiên Huế phấn đấu vươn đến những đỉnh cao. Trong đội thì mình cảm thấy Linh là một người rất hòa đồng, nhiệt huyết, vui vẻ và đoàn kết tập luyện rất là hăng say. Với thành tích đạt được của Linh thì cũng là động lực và phấn đấu để cho em cũng như toàn bạn trong đội để cố gắng hơn, đạt được thành tích tốt như Linh. Bản thân em là một vận động viên vào tập sau chị Linh. Em rất ngưỡng mộ chị Linh và rất muốn là đạt những nhiều thành tích như chị Linh vừa qua. Sau những chuyến xa nhà để tập trung rèn luyện, học tập và thi đấu, giây phút được quây quần bên gia đình cùng những câu chuyện đầy thú vị của những trận cầu luôn mang đến niềm vui cho ngôi nhà nhỏ này. Có lẽ thành công của cô bạn trẻ là món quà vô giá mà Linh dành tặng cho bà và cha mẹ. Căn phòng nhỏ nơi lưu giữ rất nhiều những thành công đạt được trong nhiều kỳ thi đấu của Thùy Linh. Đó là tuổi trẻ, là đam mê của cô gái vừa bước sang tuổi 18 và còn là niềm hạnh phúc của cả gia đình. Những ngày đầu năm mới 2020, Thùy Linh cùng các vận động viên trong đội tuyển đá cầu Thừa Thiên Huế lại bắt đầu cho những dự định, những mục tiêu của riêng mình. Hiện tại thì đội bắt đầu bước vào những bước tập luyện tích cực hơn để chuẩn bị cho những giải đấu trong năm 2020 sắp tới. Hy vọng năm sau thì sẽ đạt được những cái thành tích nổi bật hơn, tốt hơn. Ngân nga những khúc nhạc, tiếng đàn và cùng cất vang lời ca niềm tin chiến thắng như một lời khẳng định đầy tốt đẹp về một ngày mai tươi sáng. Chúc cho cô gái vàng của thể thao Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục gặt hái những thành công trên con đường sự nghiệp. Tôi sẽ hát cho những niềm tin hiện lên dặm lời. Tôi sẽ hát cho ngọn lửa mãi vẫn cháy trong tim. Hạnh phúc sẽ đến với tôi và sẽ đến cho mọi người. Hát về một ngày mai tươi sáng rạng ngời.